Lan trưởng bản đô Minh Lý xin kính chào tất cả mọi người nhé. Sáng hôm nay thì em tiếp tục đưa lên một số mặt hàng mà ngày hôm qua đang còn. Thì sáng hôm nay em đưa lên em xả hàng thanh lý hết để cho mọi người lựa chọn nhé. Nhỡ chiều hoặc mai có hàng mới về thì em sẽ đưa lên tiếp. Chứ bây giờ hàng hôm nay chỉ còn được từng này nữa thôi. Thì em đưa lên để cho mọi người lựa chọn. Ai lựa chọn được đơn nào mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981 088 852. Đấy. Tất cả những cái mặt hàng em đưa lên thanh lý là rất là vừa hợp túi tiền của những người tập chơi, của những người sưu tầm về để trồng lên trụ, và những người làm vườn có thể là mua những đơn hàng rẻ này về để có thể là cho được nhiều làm gây giống nhá. Hàng rừng buôn đôn thì cũng hiếm rồi mọi người nhá. Đấy. Sau đây thì em đi thẳng vào vấn đề chính luôn để cho mọi người đỡ phải chờ lâu nhé. H1 đây là ba cây trâu lá mít xếp mọi người nhé. Đây, một cây rất là to nhé, một cây. Cây thứ hai và cây thứ ba. Ba cây trâu lá mít xếp này với giá là 350k, em bao ship nhanh nhé. H2 một cây lá xếp rất là to luôn, một cây lá xếp rất to đấy, rất là to luôn. Đây mọi người xem, một gang cây này tầm 50cm mọi người nhé, bề rộng của nó 50cm. 1 2 3 4 bốn cặp lá nhá. Đấy, anh em người ta đi về thì nó bị lỗi một chút là nó bị nứt cái lá đây. Đấy. Mọi người ai chốt đơn này giá chỉ có 400k thôi mọi người nhá. 400k em bao ship nhanh. H3 đây, một cái đơn trâu lá xếp 3 cây rất là to. Một, đây mọi người xem, hết cả cánh tay nhá. Hết cả cánh tay này. 2 cây. Đây. Hết cả cánh tay. 3 cây. Đấy, hết cả cánh tay. 3 cây rất to này. 3 cây rất to này. Với giá cũng là 350k. Em bao ship nhanh. H4 đây, có 2 cây lá mít xếp rất là to. Mít xếp rất to, bản lá đây mọi người xem. Bản lá này, 4 ngón tay này. Đấy, 4 ngón tay lọt vào trong nhá. Cây này phải 5 đến 6 sen, 6 sen là chắc. Đấy. Cây rất là to nhá. Cây thứ hai, đây. Hai cây lá mít xếp này. Rất to luôn. Ai chốt cặp này với giá cũng là 350k. Em bao ship nhanh. H4. H5 đây. Một đơn lá xếp chân dài rất là nhiều luôn. 5 cây, một cây này rất to nhá. 2 cây. Đấy, hết cả cánh tay. 3 cây. 4 cây. Và đây là 5 cây. 5 cây này với giá là 350k. Em bao ship nhanh. 350. Bao ship nhanh nhá. H5. H6. H6 đơn này gồm có là 5 cây lá xếp, 1 rất là to nhá. 2 3 4 cây lá mít này. 5 cây này với giá cũng là 350k. Em bao ship nhanh. H6 350k bao ship nhanh. H7 đây, một đơn lá mít chân dài nhá, lá mít chân dài, lá xếp mít ấy. 1 2 3 4 5 5 cây này với giá là 350k bao ship nhanh. H8 đơn này một đơn lá xếp
5 cây lá xếp nhá. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm cây này với giá là 350k bao ship nhanh. H8, H9. H9 đơn này gồm có 5 cây tiếp theo. À 7 cây xin lỗi mọi người nhé, 7 cây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cây này với giá là 350k bao ship nhanh. H10. Đơn này gồm có 10 cây. À 9 cây, xin lỗi mọi người nhé. Đơn này em ghi là 10 cây mà thực chất là nó là 9 cây. 9 cây nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cây này với giá là 350k. Em bao ship nhanh nhá. 350 bao ship nhanh. H11. Đơn này gồm có 15 cây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cây này với giá là 350k bao ship nhanh. H12, đơn này cũng là 15 cây. 15 cây lỗi nhẹ nhá, em thanh lý luôn nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đấy, 15 cây này cũng là 350k. Mọi người tưởng tượng 15 cây và 350k thì nó khác với là 3 cây 350k nhé. Tiếp theo H13. Đơn này gồm có 12 cây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cây mọi người nhá. 13 cây với giá cũng là 350k. 13 cây tất cả nhá. H14. Đơn này gồm có 3 cây lá xếp rất là to. Rất là to luôn nhá. 1 cây này. 1 cây nhá. 1, 2, 3, 3 cặp lá. Rất to luôn. Rất to, rất đẹp nhá. 1 cây. Cây thứ 2. Cây thứ 2. Và đây là cây thứ 3. Đấy, 3 cây rất là to này với giá là 350k. 350k cho 3 cây này. Em bao ship nhanh. H15. Đây là một đơn lá dài. Lá dài ngoằng luôn nhá. 1 cây này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, 8 cây. Lá dài thì hoa dài. Đấy. Đây đã có sưng nụ ơi mọi người nhá. Đã lên nụ đây này này. Đấy, mọi người mua về để chơi hoa nhá. Ai chốt với giá là 350k, em bao ship nhanh. H15. H16. Đây là một đơn lá mít bị lỗi. 7 cây. 1 này. 2,
3 4 5 6 7 7 cây lá mít lỗi này với giá là 300k bao ship nhanh. H17 thanh lý một cái đơn 10 cây rất là to. 10 cây rất to luôn nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, 10 cây này thanh lý giá chỉ có 300k thôi. 300k 10 cây này. H18 đơn này gồm có 11 cây. 11 cây luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 cây mọi người ạ, 10 cây nhá. Với giá là 300k bao ship nhanh. H19 đơn này gồm có 15 cây hàng lỗi thanh lý luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 cây này thanh lý cũng là 300k bao ship nhanh. H20 đây là một đơn này thanh lý với giá là 350k 25 cây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 cây mọi người ạ. 32 cây không phải 25 cây đâu. Em đếm nhầm đấy. Đây là 32 cây nhá. Tính cho là 30 cây đi. Giá là 350k bao ship nhanh nhá. Đấy, thanh lý hết. Tính cho 30 cây đây. Và cuối cùng là măng le khô, em chỉ còn được 2 ký này nữa thôi. Đây. Chỉ còn được mỗi từng này nữa. Ai thích thì mọi người gọi điện chốt luôn nhá. Đấy, chỉ còn từng này nữa. Đấy là bán dùm cho bà, cho nên là mọi người cũng ai thích thì mọi người gọi điện ủng hộ cho bà nhá. Đấy. Đây là 250k đã bao ship nhanh toàn quốc rồi nhá. Măng le rất là ngon. Le khô nhá. Rất là ngon, rất là thơm, rất là giòn. Hàng chuẩn chất lượng măng le của rừng Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk nhá. Đấy là tổng toàn bộ 21 đơn sáng hôm nay em trả hàng thanh lý đưa lên để cho mọi người lựa chọn. Ai lựa chọn được đơn nào, mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852. Xin nhắc lại số điện thoại 0981088852, kênh Lan Rừng Bản Đôn Minh Lý. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn mọi người ở clip sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.